Chipu tặng quà cho Amber hé lộ phía sau hậu trường Xin Chào Thứ Bảy. Vào ngày 16 tháng 11, Chipu đã chia sẻ một video hậu trường của chương trình Xin Chào Thứ Bảy, hé lộ nhiều điều thú vị phía sau cảnh quay. Video bắt đầu bằng cảnh tổng duyệt khi mọi người đổ về trường quay để chuẩn bị quay phim. Chipu và Amber đã có những khoảnh khắc vui vẻ với nhau và Amber đã không ngần ngại gọi Chipu là kỳ quặc. Sau khi xem kịch bản, họ cùng nhau thử nghiệm vũ đạo và Ngô Hân cũng tham gia quẩy TikTok để quảng bá chương trình. Phần tiếp theo của video là Chipu nhìn lại những bức ảnh cũ của mọi người và họ cùng nhau ăn trưa trong giờ nghỉ. Amber đã bị bơ khi dính vào một tình huống hài hước với Kim Tỉnh. Cuối cùng, Chipu đã tặng một món quà bất ngờ cho Amber mà không báo trước, khiến cô trở nên rất ngạc nhiên. Okay. Thank you.